Thọt cái vỏ đạp cái ngỗng máy không phải công lớp đâu, cái bên lấy nước thì có bơm một á, anh chạy nó bị văng lên á, giật á. Lấy nước có bơm một, mà sao chạy? Cái bên lấy nước á. Nó không, nó không kiểm tra xăng là nó tự chịu nha. Ờ, nó đi nó đụng nó đua. Câu đùa này máy móc lù bù ai xuống thì có những dịch gì là người ta gắn vô. Cái
Rồi nó chìm cái vỏ rồi. Rồi. Ơi, Xuống chạy là kiểm tra xăng nha các bạn. Thì máy ảnh có đem chiến dịch theo luôn, chiến dịch chuyên nghiệp luôn các bạn. Đó. Rồi bắt đầu chuẩn bị xuống vỏ nè. Để mình kỹ thuật máy. Kiểm tra xăng. Đuôi mình có quyền mà. Rồi, bỏ chặt đi. Bỏ đi lại, bỏ đi. Lấy cái đầu, bỏ bố. Đè của máy hả? Rồi qua sát máy bển ra chạy đặng. Thảo lại bỏ luôn đi Thảo. Rồi ra coi. Trong đầu. Lấy ra, lấy hơi ra tí. Canh cuốn nè. Thank you.
Về chung lạng thì coi như là bị lỗi. Có người sai rồi đó. Ừ. Ờ. Ở đây không về bên đây nè.